Việt Hương bất ngờ xin nghỉ tu 5 phút khi đang làm từ thiện vì bị công kích. Mỗi sao Việt đều có cách khác nhau để góp sức mình giúp thành phố chống dịch. Nếu như ca sĩ Phương Thanh, Quốc Đại liên tục vào các khu cách ly, bệnh viện dã chiến để hỗ trợ, thì Việt Hương và chồng mình thường xuyên mua thực phẩm tặng cho người khó khăn. Từ khi thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, Việt Hương là một trong những sao Việt chăm chỉ hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Không chỉ đồ khô, Danh Hải còn cung cấp nguồn thực phẩm xanh tới mọi người.